Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là bộ mẹ con cái xin này các bạn. Đây, bộ mẹ con cái xin. Cái xin này là ngoài 2 tháng các bạn. Bộ mẹ dẫn cái xin lứa nhì. Mẹ cao hiếu đủ 1m25 bò. Đó, bộ mẹ cao hiếu đủ 1m25 của bò các bạn. Bộ mẹ đang lên giống luôn các bạn. Mẹ không lan giá, con cũng như vậy các bạn. Chân móng là hoàn thiện nè. Sái tích hai mẹ con đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Rúng yếm đều nghiêm chỉnh nè. Bà mẹ rúng nè, yếm nè, yếm dày nè. Cái quà đang lên giống luôn các bạn. Bà mẹ con này thì chủ báo giá là 25 triệu các bạn, 25 triệu. Còn đang bú ha, bầu sữa hết biết luôn các bạn. Bà mẹ con này dạng thả đồng nha các bạn, bò dòng, bò hả nha. Ăn uống đồ rất là giỏi các bạn. Ăn uống đồ rất là giỏi, giá 25 triệu các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Lông đuôi 100, mẹ rúng 4 vú đều. Yếm dày không lan giá, chân móng hoàn thiện. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh. Qua đèn khui nè, cái đó qua nở luôn các bạn, đang lên giống các bạn. Cái xin nè. Cái xin này chân móng đồ hoàn thiện nè. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè, rúng yếm có các bạn. Giá là 25 triệu các bạn. Bà mẹ dẫn cái xin lứa nhì. Mẹ đang lên giống. Cao 1m25 bò. Mẹ cao hiếu đủ 1m25 bò, giá 25 triệu các bạn. Giá 25 triệu. Con các bạn không? Con ngoài 2 tháng các bạn. Chân móng hai mẹ con đều là móng sò hết các bạn. Giá 25 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Chân móng hai mẹ con đều hoàn thiện hết các bạn. Giá 25 triệu các bạn. Bò mẹ con này là bò thả đồng nha các bạn. Nên ăn uống đồ rất là giỏi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.